Đây, xin chào tất cả các bạn. Đây là một con Indian rất đẹp, vừa mới xé thùng nha. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng mình sẽ coi cái con này, mình xé thùng cái con này nha, ráp này vô luôn. Nhìn chúng ta đang cái xe nha. Wow, đấy. Ok. Rồi xem chạy luôn. Rồi xa xa chúng ta đang nghe một tiếng máy giọng rất là đẹp. Rồi từ có thanh niên. Né 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 cho chú chạy vô, chú chạy một vòng kia. Vô coi thử đó. Dạ. À, vô anh hỏi thử coi có không. Xin chào tất cả các bạn. Sau đây xin mời tất cả các bạn cùng với mình sẽ đập thùng con xe đạp gắn máy Indian, gọi là người da đỏ đấy. Nó có cái tên người da đỏ là tại vì cái phong cách của nó cũng y chang giống như người da đỏ nha. Đây, xe còn trong thùng nha. Rồi. Hai xe vừa mới về luôn.
xong xong, bây giờ đổ nhớt vô nha. Bây giờ mình sẽ đổ phôi xăng vô. Tính qua giờ nó xíu mà nó lơ quá, đi quá. Dùng tao mày. Lấy cái màu màng ngồi vô. Xe chạy luôn tự. Chưa thử rồi. Tao mới mua chuyện bây giờ mới lát vô chưa thử rồi. Bây giờ mới lát vô. Đề luôn hả? Đề cái gì vậy? Nó đề luôn cái gì vậy? Chạy vô đạp, đạp học máu luôn rồi nó mới nó chạy đúng không? Ở đây để xíu gì đó mà. Hết. Đi đủ luôn mày. Giờ đi là. Ra đây tao chở luôn. Leo ra ngoài chạy, đứng đây chưa được. Nhưng chúng ta đang cái xe nha. Wow, đấy. Ok. Rồi xanh chạy luôn. Rồi xa xa chúng ta đang nghe một tiếng máy giọng rất là đẹp. Rồi thằng có thanh niên. Né 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 cho chú chạy vô, chú chạy một vòng kia. Không biết nữa. Anh vô coi thử đó. Dạ. À, vô anh hỏi nó coi cái không? Đây. Rồi chúng ta sẽ test xe nha.